Các bạn thì như là cái tôi đẹp video thì trong clip này mình sẽ trên tay cho bạn xem nhanh một cái sản phẩm đến thương hiệu Dyson ha. Đó là một cái máy bơm cầm tay. Thì cho bạn chưa biết thì Dyson là một cái thương hiệu của nhà phân phối hàng đẳng ha. Thì trước khi mình nói về cái máy bơm á, mình cho coi hộp trước. Đây hộp như thế này. Mình sẽ có một cái hộp khá là cơ bản và một số những cái thông tin được hãng in xung quanh cái hộp để cho bạn coi chi tiết hơn về những thông số nè. Đó. Và nó bơm được cho cả xe máy, xe hơi, xe đạp và bơm bóng được luôn. Đây là những thông số và kỹ thuật ha. Đó. Còn phụ kiện á, thì bên trong mình sẽ có đầu tiên là một cái vòi như thế này để bạn bơm ha. Thứ hai là một cái túi nhung để bạn đựng cho cái máy bơm và một sợi dẫn nè và một cái sợi cáp sạc hay là USB-C để mà sạc điện cho cái máy bơm này. Và cuối cùng mình sẽ có là một số những cái adapter để mình chuyển từ USB-C sang USB-A nè, hay là những cái đầu chuyển để bạn bơm bóng nè, và những cái đầu van chuẩn của Mỹ và chuẩn của Pháp luôn. Đó, đơn giản là vậy thôi ha. Thì quay trở lại về cái thiết kế thì đây chính là đối thủ của cái máy bơm Dyson, đó là cái dòng Bisen A9. Thì cái máy bơm này mình đã có từng làm một clip trên tay rồi, bạn có thể xem lại ha. Thì bạn thấy rằng đó là so với lại cái máy bơm của Bisen á, thì cái máy bơm Dyson này á nó sẽ gọn hơn và nó thiết kế dàn hình trụ tròn ha. Cho nên là khi bạn đặt như thế này nè, đó có thể là nó sẽ có thước gọn hơn khi bạn bỏ trong cốp xe hay là bạn có mang trong ba lô á, túi xách á, thì nó vẫn sẽ gọn hơn cái đoạn này. Thứ hai là cái trọng lượng của con Dyson á nó cũng sẽ nhẹ hơn, à, nhẹ hơn nhiều ha. Và cái thiết kế hoàn thiện á là cái phần vỏ bên ngoài nè bạn, thì nó sẽ là bằng hợp kim nhôm ha, màu xám. Còn phía trên này thì nó là bằng chất liệu nhựa cứng màu đen như thế này. Rồi bên dưới này thì hãng sẽ trang bị cho nó một cái đèn led để mình dùng cái máy bơm này như là một cái đèn pin để bằng siêu sáng trong đêm. Còn phía trên này sẽ là nơi bố trí một cái màn led nè, những cái nút tính năng để bạn bật tắt nguồn hay là mình chỉnh được cái áp suất lốp nè. Còn đây là cái nơi mà nó sẽ gọi là lấy khí vào cũng như là nó sẽ tản nhiệt cho phần động cơ bên trong, và một cái cổng USB-C để bạn sạc pin cho cái máy bơm này. Đồng thời bạn cũng có thể dùng cái máy bơm này như là một cái pin dự phòng để bạn sạc ngược cho những cái thiết bị khác, cũng rất là tiện ha. Khác với lại một số những cái máy bơm cầm tay khác á, là cái vòi nè bạn ha, thì sẽ được hãng thiết kế cố định vào trong cái máy bơm luôn. Nhưng mà với Dyson á thì họ sẽ thiết kế cái phần vòi bơm này là dạng thiết kế tháo rời, cho nên là bạn thấy á, là dặn như này nè, đó siết lại vào đó, dặn lò ha, dặn như thế này rồi, ok là xong. Đó, bạn nhớ dặn chặt nha để không bị thoát hơi ra ngoài. Đây nó sẽ nằm ngang như thế này. Còn những máy bơm khác á, thì phần lớn là cái vòi nó sẽ gắn cố định vào bên trong luôn, ok ha. Thì cái vòi này nó sẽ có cái chiều dài á, là 18 cm. Thì để mình mở nguồn á, thì nó sẽ có là nút nguồn nè, bạn nhấn giữ cho mình vài giây ha, nó sẽ lên được một cái màn led đó như này, cộng trừ là tăng giảm cái áp suất lốp nè, và đây là đèn flash, đây nhấn một lần nè nó sẽ soi sáng, và bạn nhấn một lần nữa thì nó chuyển chế độ là chớp nháy kiểu như là khẩn cấp các bạn ha, đó để ban đêm đó. Rồi còn đây là cái nút để mà chuyển qua lại giữa các chế độ bơm. Thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là 5 cái chế độ, chúng ta có xe hơi nè, chúng ta có xe đạp nè, chúng ta có xe máy nè, chúng ta có máy bơm bong bóng nè, và một cái chế độ nữa là cái độ tự bạn tùy chỉnh. Rồi và sẽ có được xem được mức pin nè, bây giờ chúng ta có BSI nè, nhấn giữ ha, chuyển qua là bar nè, hay là nhấn giữ nữa thì sẽ chuyển qua là kilogram đó, KPI nè ha, đó nhấn giữ. Rồi thì mình thấy là cái màn hình này á thì nó vẫn sẽ nhìn khá là rõ, có điều những cái đường vi đo á, hay là cái biểu tượng thì nó hơi nhỏ xíu ha, còn nhìn kỹ chút xíu. Còn về cái phần độ ồn á thì mình thấy rằng á là cái máy bơm A9 này á là do là nó có một cái phần động cơ nó lớn hơn, thì theo mình nghĩ là nó sẽ phát ra cái tiếng ồn sẽ lớn hơn so với lại cái máy Dyson này, nó sẽ gọn hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ thử để gần mic lại cho bạn xem thử coi là độ ồn của từng cái máy này khi bơm như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ thử cái máy bơm của Bisen trước nha, thử nha. Đó là tiếng của A9 Bisen. Bây giờ tới của Dyson nha, thử nha. Mình sẽ mở nguồn lên. Rồi. Mở nguồn lên bạn nha. Đó, nhấn giữ vài giây nó sáng màn hình lên. Rồi bây giờ mình sẽ bấm bơm thử nè. Theo mình cảm nhận nha, là cái âm thanh phát ra từ cái máy bơm của Dyson á nghe nó sẽ hơi chói xíu so với cái con A9 này ha, hơi chói chút xíu. Nói chung này độ ồn thì nó cũng sẽ không có quá ồn đâu, cả hai con đều không có ồn, nhưng mà mình thấy là con A9 này cái tiếng ồn nó phát ra thì nó sẽ dịu hơn chút xíu so với cái con
Tyson này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái bài test quan trọng nhất, đó là mình sẽ bơm cái lớp xe mình để xem coi là cái hiệu quả của cái máy bơm Dyson này nó sẽ như thế nào. Mình sẽ gắn cái máy bơm này vào ha. Thì khi mình mở máy lên á thì mặc định nó sẽ đo luôn cái áp suất lớp bên trong là bao nhiêu. Thì mình thấy bây giờ nó đang báo là 00 nè. Đó, ba con số 0 tròn chỉnh luôn ha. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái điện thoại, mình sẽ bấm giờ để xem thử coi là cái thời gian mà bơm căng đầy được 2.0 trên lớp trước xe mình á nó mất bao lâu nha. Giờ mình thử nha bạn nha. Đây, mình sẽ thiết lập đây. Mình anh quay phim có thể mình zoom gần cảnh lại nè. Mình đang để cái hình đó hình xe máy nha. Đây mình coi nè, đây. Hình xe máy nè. Đang để 2.4 nha, mình sẽ giảm là còn 2.0 thôi. Rồi, ok. Đó. Bây giờ mình sẽ bơm bằng coi nha. 1 2 3. Đó. Đây. Nó đang nhảy bạn ha. Đang báo là 0.8 nè. Đó, thấy chưa? 0.8 rồi nè. Đây là một. Bấm giờ còn đang nhảy nha. Đây đang nhảy nè các bạn. Đây, đang bấm giờ. Một chấm chín rồi. Hai chấm không. Rồi bạn ha. Như vậy là mất khoảng 1 phút 34 giây là nó đã hoàn tất cái vấn đề là bơm đầy cái lớp xe mình rồi ha. Và như mình nói đó là khi bạn bơm xong á là phải khoan đụng cái này vô ha. Nó sẽ rất là nóng. Rồi ok. Thì như thấy đó là kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ ha, ha, cầm rất là vừa tay. Thì đánh đổi lại là bạn sẽ có một cái thời gian bơm á nó sẽ lâu hơn một chút xíu so lại cái con A9 của Vicen này. Vicen thì nó sẽ to hơn ha, khá là nhiều và nó cũng sẽ nặng hơn. Nhưng bù lại thì pin con này nó cũng sẽ nhiều hơn, dung lượng lớn hơn. Bạn bơm nó sẽ nhiều hơn, lâu hơn so là cái con Dyson. Bù quan sát lại thôi, thì tùy bạn nào mà thích coi là thích cái sự gọn nhẹ. À, thích sự gọn nhẹ ha. Thì bạn thấy mình mua con Dyson. Còn bạn nào mà ưu tiên về cái hiệu suất, tức là về cái dung lượng pin cũng như là về cái việc là bạn bơm nó phải nhanh á, thì bạn thấy mình lựa con A9 của Vicen. Thì bạn cái sao về cái máy bơm Dyson mới này thì bạn chỉ việc comment dưới video nha. Phải cái link của sản phẩm á mình sẽ để phụ tả để cho mọi người kỹ hơn. Rồi, chào bạn.